Hi, chào mọi người, em có một con Atin này. Con này mã nó là 011 nha, con này là 41cc nha mọi người, 41cc. Nồng nó tầm 40 ly. Làm zin, xích zin ha, xích nó còn dày đó. Làm zin, làm này chắc 5 tấc. Mặt tiền, còn tim không? Đẹp. Cái này là nó bẩn về vệ sinh ra ha. Đó, vệ sinh ra thôi. Ai sinh ra chuột trắng đến phâu á mọi người. Về vệ sinh ra là hết ý. Về vệ sinh ra là hết ý nha. 011 chuột hộp lam đẹp luôn. Làm ở tinh sinh kéo hơi nghe nha mọi người. Ui hơi mấy con 41cc này hơi khiếp ha, chất cây ngon, dùng gia đình lặt vặt rất là ngon. Khó xích con luôn ha, này để cho mọi người một triệu 250.000 nha, 1.250.000 nha mọi người, 1.250.000 không bao ship ha. Hàng về sao bán vậy, nguyên bản chưa dọn hết nha, hơi rất là năng, đủ đồ. Đó. Mấy con này thì hơi nó khó chết lắm, bền cực kỳ bền, xài cũng bền. 1.250.000 nha mọi người. Anh em cô chú nào mua thì mình chuyển khoản vào số tài khoản ở trong phần mô tả giúp em nha. Chào mọi người nhé.